Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu của bạn tham gia một chương trình iGov nhận 12 đô tốc cần có kèo là ICO từ dự án của trang CoinMarketCap nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn CoinMarketCap các bạn. Sau khi có tài khoản trên sàn CoinMarketCap thì các bạn vào đây nhấp vào ba dấu gạch, các bạn nhấp vào một login nha các bạn. Vì mình đã login rồi các bạn. Sau khi các bạn login xong thì chương trình iGov này thời gian còn lại là 3 ngày nữa là kết thúc các bạn. Thì các bạn bấm sau show iGov nữa. Thì những dự án từ sự kiện CoinMarketCap thì các bạn ăn chắc 100% các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join sao Atu Wallet các bạn. Sau khi bấm Atu Wallet xong thì bấm Don là thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục các bạn join tiếp kênh Seller nữa nè các bạn. Như đây nè các bạn, các bạn join sao Telegram đó các bạn. Trên Telegram nó thì các bạn join sao, sau khi các bạn join sao xong thì các bạn bắt up lên nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter nữa nha các bạn. Và retweet chứ hashtag ở cộng đời Vot Trade nè các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè các bạn. Các bạn trích dẫn với bài viết cái game nha các bạn. Các bạn gõ vào tên username của nó là a cộng đời Trade nè. Đợt for chay này các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lên xong thì các bạn bắt up lên nha các bạn. Bạn mở lên firm ra. Sau khi các bạn reset xong thì tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn. Địa chỉ thông minh. Các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn gửi lên cho dự án nha các bạn. Sáng mạng lag quá mà làm video khó các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhập username tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Account Win. Các bạn mở tờ Twitter của các bạn ra thì sẽ thấy được username tờ Twitter của mình nha các bạn. Account Win V này là H9 nha các bạn. Tiếp tục thì username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Account Anh 461. Ủa account Anh 133 chứ. Tiếp tục nhập lại một cái bài đăng đã tờ quyết nha các bạn. Các bạn mở tờ Twitter của các bạn ra lại nè. Tất cả các bạn nhập 3 bài vô gạch lên cùng nè. Nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài các bạn đã tờ quyết nha các bạn. Tờ quyết cho trả lời nè các bạn. Rồi các bạn vào chia sẻ cái bài này nha các bạn. Nhấp vào ba cái các bạn sao chép liên kết nè tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha tất cả các bạn. Các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi. Rồi các bạn kiểm tra thông tin của mình có chính xác chứ tất cả các bạn. Nếu thông tin chính xác thì các bạn bấm nút mở cái này ra nè các bạn. Nút mở ra nè các bạn.
Vô mắm cho xôi ai góp nữa tôi coi mà. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình nhận 12 đô tục cần ICO đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.